Sáng ngày 27 tháng 11, Đảng ủy Quân sự huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2020 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Tân Lạc chủ trì hội nghị. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình địa bàn, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, bàn giao 206 công dân cho các đơn vị đạt tỷ lệ 100%. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân được quan tâm. Hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 2020 cho các lực lượng. Trong huấn luyện đã huy động lực lượng, phương tiện, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt, cùng nhân dân củng cố, làm mới, tu sửa được 10 km đường liên thôn, nạo vét 1.700 mét mương máng, nội đồng và các công trình quốc phòng, dân sinh. Công tác xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh được quan tâm lãnh đạo. Công tác xây dựng đảng bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm đã tổ chức lãnh đạo thành công đại hội chi bộ và đại hội đảng bộ quân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt thực hiện tốt cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung 4 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể Đảng ủy Quân sự huyện Tân Lạc. Đồng chí cũng định hướng đưa ra một số giải pháp quan trọng mà Đảng ủy Quân sự huyện Tân Lạc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Đảng ủy cần làm tốt công tác dự báo tình hình, làm tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về thể chế hóa các nghị quyết, văn bản phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh,